Thưa quý vị và các bạn, năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa. Trong di chúc, Bác chỉ dành vài dòng nói về việc riêng của mình, nhưng đã gây xúc động mạnh mẽ trong hàng triệu trái tim. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại không tốn ruộng. Khi ta có điện thì điện táng càng tốt hơn. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh Hưng Yên ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng cho người thân khi qua đời. Giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh có hơn 12.000 trường hợp được hỗ trợ chi phí hỏa táng với tổng số tiền 70 tỷ đồng. Thôn Đồng Xá, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm có gần 240 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Hơn chục năm trở lại đây, 100% số người qua đời trong thôn được đưa đi hỏa táng. Địa phương đấy là nhân dân là rất ủng hộ, là chúng tôi đã xây dựng cách đây khoảng độ chục năm nay. Trước kia, việc tổ chức tang lễ tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử còn một số nghi thức rườm rà tốn kém. Từ tháng 10 năm 2023, xã lựa chọn mô hình dân vận khéo, vòng hoa luân chuyển làm điểm nhấn trong triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn minh. Tôi thấy việc này là việc rất có ích, có lợi. Thứ nhất là về việc vòng hoa, trước kia chúng ta nhiều quá, lãng phí là vấn đề hai nữa, gây ô nhiễm môi trường. Ngay từ đám tang đầu tiên thì nhân dân trong thôn cũng như trong xã là ủng hộ. Từ đó thì đến nay thì qua 11 tháng thực hiện thì nhân dân chúng tôi đến nay là 21 đám trong toàn xã dùng vòng hoa luân chuyển. Những lời dặn của người trước lúc đi xa là việc riêng tư, nhưng cũng vì công việc chung của đất nước, vì tinh thần tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí. Nhất là trong cái việc tang thì chúng tôi là tổ chức là tất cả các đoàn thể là đi chung một vòng hoa. Việc này là rất là chính đáng và đồng thời nữa là thực hiện là chống cái ô nhiễm môi trường. Với những hành động giản dị, mộc mạc của Bác và bản thân tôi là một bí thư ban chấp hành đảng bộ sẽ lấy đó để quán triệt trước tập thể ban chấp hành đảng bộ, trước cán bộ và nhân dân để học tập làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng chuẩn mực đạo đức công sở, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng lối sống liêm chính, tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ tài sản công, nguồn lực nhà nước. Đây là sự cụ thể hóa lời căn dặn trong di chúc của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.